Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi tin mới. Các bạn thân mến, nếu như máy bay chiến đấu được mệnh danh là pháo đài thép trên không, tàu sân bay được xem là pháo đài thép trên biển, thì trên mặt trận bộ binh, danh hiệu uy lực này được dành cho những cỗ xe chiến đấu bọc thép gai góc, dũng mãnh. Cho nên là không khó hiểu khi mà có rất nhiều quốc gia trên thế giới coi đây là loại phương tiện chiến đấu nòng cốt để bảo vệ an ninh, vận mệnh đất nước và không nằm ngoài cuộc đua củng cố quốc lực bằng những cỗ thiết giáp dũng mãnh. Quốc phòng Việt Nam hiện đang sở hữu dàn chiến đấu thép uy lực hàng đầu xứ Đông Dương. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và chiêm ngưỡng top 5 pháo đài chiến đấu bọc thép bất khả chiến bại hiện đang được biên chế trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Mời các bạn khán giả cùng theo dõi nhé! Trong biên chế của quân đội nhân dân Việt Nam, hiện tại có hàng chục loại xe thiết giáp khác nhau, trong đó đông đảo nhất phải kể tới xe thiết giáp chở quân BTR-60 với khoảng 500 chiếc trong biên chế. Theo công bố của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, toàn bộ số thiết giáp này được Liên Xô viện trợ cho chúng ta trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tới nay, sau nhiều năm, phần lớn vẫn hoạt động tốt. Thiết giáp bánh lốp BTR-60 hữu dụng với quân đội nhân dân Việt Nam bởi khả năng lội nước rất tốt, phù hợp với địa hình của nước ta. Khi lội nước, loại thiết giáp này có thể di chuyển với tốc độ đạt 10 km/h. Còn khi di chuyển trên cạn, tốc độ của BTR-60 có thể gấp 8 lần tốc độ lội nước, đạt tới 80 km/h. Với khả năng lội nước tốt và mang theo được số lượng binh lính nhiều, thiết giáp BTR-60 được trang bị cho lực lượng hải quân đánh bộ, làm phương tiện vận tải đổ bộ đường biển. Xe có chiều dài 7,56m, rộng 2,82m và cao 2,06m. Điểm hạn chế hiếm hoi của loại thiết giáp này khi thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đó là xe không được trang bị cửa phía sau. Lính trong xe khi ra vào, phương tiện phải thông qua các cửa nắp. Tuy nhiên, bù lại trên xe được bố trí nhiều lỗ trong may, cho phép binh lính có thể khai hỏa ra xung quanh xe thông qua các lỗ trong may này. Hơn nữa, do sử dụng bánh lốp và có tải trọng khá nhẹ nên là BTR-60 thường xuất hiện trong khu vực đô thị tham gia nhiệm vụ giữ gìn an ninh nội đô trong các dịp trọng đại hoặc ứng phó với ngập úng thiên tai. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng dàn xe tăng bay T-90S được nước bạn Nga chuyển giao cho lực lượng lục quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ đầu năm 2019. Sở dĩ gọi là xe tăng bay bởi vì T-90S được trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, đặc biệt là hệ thống giáp bảo vệ có khả năng chống được hầu hết các loại vũ khí chống tăng hiện đại và có tính cơ động cao. Ngoài ra, hệ thống phòng thủ của xe tăng được tích hợp cảm biến chiếu xạ laser 360 độ, giúp xe tăng tự động kích hoạt các biện pháp phòng vệ khi bị đối phương nhắm bắn. Những yếu tố này giúp cho dòng xe tăng chủ lực T-90 và phiên bản nâng cấp của nó xứng đáng là dòng tăng tốt nhất thế giới. Thiết giáp này có trọng lượng 46,5 tấn, động cơ V92 của T-90S có công suất 1.000 mã lực, cho phép xe tăng đạt tốc độ tối đa lên tới 60 km/h, tầm hoạt động lên đến 550 km. Vũ khí chính của T-90S là pháo nòng trơn 2A46M 125mm, được trang bị hệ thống ổn định tầm hướng và nạp đạn tự động mới nhất, giúp pháo có tốc độ bắn cao khoảng 7 đến 8 phát một phút, đồng thời bắn được nhiều loại đạn khác nhau như là đạn xuyên giáp, đạn nổ, đạn ghém. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị vũ khí phụ là một khẩu súng máy đồng trục PKA 7,62 ly đặt cạnh nòng pháo chính, đạn liên phòng không được điều khiển ở trong xe. Xạ thủ có thể ngắm bắn khi đang ngồi phía trong xe tăng mà không cần phải nhô người ra ngoài tháp pháo, giúp giảm khả năng thương vong. Trong thập kỷ vừa qua, T-90S đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí. Chia tay với những cỗ xe tăng T-90S, chúng ta cùng chiêm ngưỡng dàn pháo đài bọc thép chống khủng bố đầy uy lực của lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam. Xe bọc thép Shinjiro S5. Xe bọc thép S5 có trọng lượng không tải hơn 10 tấn, phía trước có vệ số 12L7, xe dùng hộp số 6 cấp của JF Đức, khả năng cơ động việt dã rất tốt, cấu hình dẫn động hai cầu chủ động, tốc độ tối đa đạt 100 km/h, khi chạy trên đường hiểm trở đạt 35 km/h và có dự trữ hành trình theo nhiên liệu,
khoảng 800 km với thùng nhiên liệu bên trong có dung tích 200 lít. Nóc xe có chỗ gắn súng và gắn 14 ống phóng quả nổ chống tia hồng ngoại. Toàn bộ thân xe được bọc thép có khả năng chống đạn chuẩn B7, chuẩn cao nhất của châu Âu đối với các loại xe bọc thép hạng nhẹ. Đáy xe được thiết kế dạng trụ V giúp hạn chế sức công phá của các loại vật liệu nổ như mìn, lựu đạn, vật liệu nổ tự chế. Đặc biệt, thiết giáp này còn có khả năng chống được các loại mìn có dung lượng nổ tới 6,8 kg TNT. Xe cũng được trang bị bộ lốp đặc biệt. Khi bị trúng đạn, lái xe vẫn có thể điều khiển xe chạy bình thường ở tốc độ 60 m/h. Ngoài ra, lốp còn có khả năng tự điều chỉnh hơi để chạy được với 4 chế độ đường cao tốc, đường cát, đường bùn và đường phức tạp. Với uy lực và sự kiên cố như một thành trì di động, pháo đài thép S5 được nhiều quốc gia trên thế giới trang bị cho lực lượng cảnh sát, an ninh nội địa để thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố, bạo loạn, trinh sát, hộ tống hoặc làm khung gầm để tích hợp nhiều hệ thống vũ khí, khí tải quân dụng khác. Và nếu các bạn chưa biết thì xe bọc thép S5 này chính là một trong số những siêu xe lực sĩ bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019. Sự kiện chính trị trọng đại này cũng là dịp để dư luận quốc tế được mãn nhãn với phương tiện thiết giáp siêu tối tân hiện đại của các lực lượng an ninh quốc phòng Việt Nam. Bởi không chỉ có CJ-S5 trong dàn siêu xe lực sĩ bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều khi đó, còn có sự góp mặt của Ram 2000 MK3, xe bọc thép có hỏa lực mạnh nhất của công an Việt Nam. Ram 2000 MK3 là phiên bản mới nhất, là dòng xe bọc thép cơ động đường không do AIA, công ty công nghiệp quốc phòng hàng đầu Israel chế tạo. Chúng có các đặc tính kỹ chiến thuật vượt trội như khả năng chống đạn và kháng mìn tốt, dễ dàng tích hợp được nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, khả năng việt dã tốt, đủ sức vượt mọi loại địa hình từ vùng lầy, các sa mạc hay đồi núi gập ghềnh. Điểm đặc biệt nhất của Ram 2000 MK3 là chúng được trang bị lớp giáp thép công nghệ cao, có khả năng kháng mìn và chống được đạn xuyên giáp cỡ 7,62 ly hoặc hơn nữa trong trường hợp bánh xe đè trúng mìn, vụ nổ có thể khiến cho bộ phận chuyển động và bánh xe băng ra. Thế nhưng, thân xe bọc thép thì vẫn còn nguyên vẹn, động cơ nằm phía sau là một sự lựa chọn tối ưu và hết sức độc đáo. Nếu như gặp sự cố, cả cụm động cơ có thể được kíp xe thay thế ngay ngoài chiến trường. Trong vòng chưa đến 2 giờ đồng hồ, Ram 2000 MK3 có nhiều biến thể như là xe bọc thép chở quân, xe chỉ huy, xe trinh sát, xe mang tên lửa và pháo. Khung gầm của loại tổ hợp phòng không, pháo gối hay thậm chí là xe đặc chủng cho các lực lượng phản ứng nhanh đặc biệt hoặc biến thành xe phóng thang cơ động. Xe có thể được trang bị 3 khẩu súng trên nóc xe bao gồm một đại liên DKSH 12,7 ly hoặc là tương đương ở phía trước và hai khẩu súng trung liên PKM 7,62 ly hai bên. Đây là những loại súng quân dụng có hỏa lực cực mạnh, có sức công phá lớn, đủ sức để trấn áp và tiêu diệt bất cứ loại mục tiêu nào. Chính vì thế, Ram 2000 MK3 được mệnh danh là những chiếc xe bọc thép có hỏa lực mạnh nhất của công an Việt Nam. Và chủ cuối trên những cỗ xe bọc thép tối tân nhất mà Việt Nam hiện đang sử dụng đó là lực sĩ bọc thép Hummer H2, đặc chủng của Bộ Công an. Lực sĩ này có khả năng chống đạn tới cấp B6 theo chuẩn châu Âu, tương đương với chuẩn NEG3 của Mỹ, tức là nó có thể chịu đựng được các loại đạn cực mạnh, thường dùng trên những khẩu tiểu liên và các loại súng trung liên. Ngoài ra, nó cũng có thể chống được đạn và mạch văng, mìn, các loại có đương lượng nổ cỡ 8-10 kg, thuốc nổ tên TNT ở khoảng cách vài mét. Hummer H2 có khả năng vượt chướng ngại vật cao 508mm và lội nước sâu tới 1016mm. Chiếc xe còn có thể leo dốc với độ dốc 60% và đạt tốc độ tối đa 190km/h. Toàn bộ khu vực quanh hành khách của chiếc xe này được bọc thép và các vật liệu composite nhẹ, có khả năng chống đạn. Toàn bộ kính xe nguyên bản đã được dỡ bỏ, thay vào đó là kính chống đạn tiêu chuẩn tương đương với lớp giáp thép của xe. Các cửa và khung thân xe đều được gia cố bằng các lớp thép và vật liệu composite nhẹ. Bên cạnh đó, các khu vực như thùng nhiên liệu, bình ắc quy và máy tính trung tâm đều được bọc thép bên cạnh các tấm thép bảo vệ xung quanh bộ tản nhiệt phía trước động cơ. Lốp xe là loại van flat cao cấp, đảm bảo xe vẫn duy trì được tốc độ cao ngay cả khi bị thủng mà vẫn có thể điều khiển dễ dàng. Những chiếc xe bọc thép Hummer H2 đặc chủng này có những thiết bị tiêu chuẩn như là điều hòa không khí tự động, khóa trung tâm,
hệ thống kiểm soát hành trình, ghế sửa điện, cửa kính điện, nội thất da cao cấp, cũng như là hệ thống định vị dẫn đường, cảm biến đỗ xe cùng hệ thống lái trợ lực. Và đó chính là tên tuổi của 5 loại xe bọc thép tối tân hiện đại bậc nhất trong trang bị phương tiện chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Các bạn khán giả có ấn tượng với pháo đài thép nào nhất? Và ngoài 5 cái tên này, các bạn còn biết tới những loại xe bọc thép uy lực nào khác? Hãy chia sẻ cho chúng mình cùng biết bằng cách để lại bình luận phía dưới nhé. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị ý nghĩa thì hãy dành cho team mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của team mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của team mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!